Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 48 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 174 Thoát khỏi Kinh Thành Binh sĩ quyền giáp sau lưng quy có kỵ binh, cũng có bộ binh, số lượng tuy ít nhưng mà khí thế mạnh mẽ, trang bị trường kích thép luyện và cái mũ giáp quyền thiết nếu mà đánh trực diện hoàn toàn có thể áp chế Vũ Lâm Quân. Không cung tên, giành ưu thế, Vũ Lâm Quân phải xuống tường thành để mà liều mạng. Nhưng mà cuối cùng cũng phải rơi vào kết cục, hai bên đều tổn hại. Lâm Hiển mới lạnh nhạt nói, tuy y chỉ có 300 bộ binh, hơn 10 kỵ binh, nhưng mà cũng đủ lập trận pháp, huống hồ trang bị hoàn hảo, công thủ toàn diện. Vũ Lâm Quân ngoại trừ là hơn về số lượng, không có lấy một ưu thế nào cả cứ cho số lượng đông hơn thì lợi thế cũng không có chọi lại 300 quân tinh nhuệ kia. Không nghĩ kỹ mà xuống tường thành, chỉ sợ là tạo cho y cơ hội phản kích. Trang bị của Vũ Lâm Quân còn không bằng trang bị của đại đội thị vệ. Trong khi mũ giáp và trường kích của binh sĩ Tạ Cảnh Tu vừa nhìn đã biết được chế tác hoàn hảo. Tất cả những cái bất lợi này đều do Lý Gia ban tặng. Lý Gia không cách nào mà dao động địa vị của Vũ Lâm Quân trong lòng của vĩnh dinh đế cho nên chỉ có thể cắt xén đủ đường lý Sùng nghe lâm hiển nói thế thầm rủa hắn không có chịu liều mạng với tạ cảnh tu nhưng mà cũng không dám phản bác ai ngờ nghĩ có ngày hắn phải nhờ cậy vũ lâm quân bảo vệ lâm hiển không có để ý chỉ chăm chăm nhìn xuống tường thành tạ cảnh tu dám đơn độc xông vào cẩm cung lẽ nào thật sự không có chuẩn bị gì khác lâm hiển không dám khinh địch với lại sâu trong nội tâm của hắn không có muốn xuống tay với tạ cảnh tu và tiêu ngự lý sung đứng một bên cao mài cẩn thận quan sát tình hình hắn vốn là định lợi dụng lâm hiển để chế phục tạ cảnh tu lý gia bọn họ giỏi nhất là khống chế người khác lâm hiển lại một lòng trung thành với hoàng thất dắt mũi tên tiểu tử này là cái chuyện dễ như trở bàn tay không ngờ lâm hiển lấy cớ trang bị không tốt mà không có muốn tóc chiến tóc thắng cố tình đổ lỗi cho lý gia tạo thành cục diện hôm nay lý sung là quan văn hắn chỉ phiến diện nhìn trên lệch về quân số hắn không có tin phân tích của lâm hiển nhưng mà lại sợ chết chức trách của lâm hiển là chỉ bảo vệ tính mạng cho một mình hoàng đế chỉ cần hoàng đế không có bất trắc thì lâm hiển vẫn được xem là hoàn thành nhiệm vụ nếu hắn cho tạ cảnh tu thoát thần không muốn thí mạng quân của mình cũng rất hợp tình hợp lý phải làm sao mới thuyết phục được cái tên đằng này liêu mạng với tạ cảnh tu lý sung đảo mắt tâm tư xoay chuyển tạ cảnh tu mới đột ngột nâng tay một binh sĩ cao to từ trong quân đội bước ra trong tay túm lấy một nữ nhân ăn mặc xa hoa như sách con gà lý sung giọt tới phía trước bẩu mép tường thành trừng to con mắt nhìn nữ nhân một thân chật vật kia lâm hiển khẽ nhíu mày thầm thở phào một hơi mà ngay bản thân của hắn cũng không có phát hiện. Tạ cảnh tu dương roi chỉ nữ nhân kia cất giọng. Lâm thống lĩnh, giang phi lý thị ở đây, muốn nàng sống hay là chết, tùy giao ý niệm của ngươi. Các ngươi mau chóng mở cửa thành, rút lính canh, bằng không đừng có trách ta thủ hạ vô tình. Y vừa dứt lời, binh sĩ đằng sau mới lập tức khua thương hưởng ứng, tiếng hô gian dội như sấm rền. Tuy không nghe rõ y nói gì, nhưng mà loại âm thanh sặc mù chết chóc khiến cho Lý Yên Nhi sợ cho đến mức run cầm cập. Cổ họng, cố hít lấy hít để không khí nhưng mà không thể phát ra tiếng. Nàng không phải là nữ tử nhu nhược, quan viên quyền cao chức trọng, chết trong tay của nàng nhiều không có đếm xuể. Nàng có thể nhìn không chớp mắt, cảnh hành hình nơi pháp trường. Nhìn thân nhân của những tội quan đã bị nàng hãm hại quan ức gào khóc. Nhìn đầu người rơi xuống đất mà không một chút động lòng nàng luôn tin rằng mình là người làm đại sự, có cơn sóng gió to lớn nào mà nàng chưa có từng trải qua. Những nữ nhân dung tục trong thâm cung tính là cái gì so với rèn luyện nàng phải chịu đựng thời điểm mà vĩnh dinh đế chưa có bị thuốc viện làm cho thần trí u mê. Nàng chỉ dựa vào chính bản thân mà giành được thánh sủng. Nhưng bây giờ nàng mới biết âm mưu thủ đoạn của nàng hoàn toàn bất lực trước giết chóc trên chiến trường. Thậm chí nơi này đâu có thể xem như chiến trường mà đã khiến cho người ta khiếp vía Chỉ một tiếng hồ không rõ nghĩa đã dọa cho nàng bày mất nửa cái hồn. Tiêu ngự nghe tạ cảnh tù nói thế trong lòng rụt rịch quay lại nhìn y. Tạ cảnh tù nheo mắt nhìn Lâm Hiển trên cái tường thành đằng xa. Lâm Hiển còn chưa có làm gì tạ cảnh tù rút trường kích chỉ vào đầu của Lý Yên Nhi. Lâm thống lĩnh kiên nhẫn của ta có hạn ta đếm đến bà trên tường thành rốt cuộc gian lên âm thanh quyết đoán của Lâm Hiển. Không cần, tạ thế tử, người thắng rồi, ta có thể thả người đi, nhưng mà người phải giao lại quý phi nương nương toàn thân nguyên dạng cho Vũ Lâm Quân. Lý Sùng giận dữ quá, Lâm Hiển, ai cho người tự quyết định như thế chứ? Lâm Hiển chuyển đôi mắt lạnh lẽo qua hắn. Lâm mổ bất tài vì tính mạng của quý phi nương nương cho nên đành phải nhượng bộ. Hay là Lý Đại Nhân có cách gì mà cứu quý phi nương nương trở về sao? Lâm mổ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ngươi! Lý sung tức giận trừng hắn, lại không biết phải nói gì. Hắn chỉ quen thao túng quyền mưu, bàn về so đấu đao thật kiếm thật. Hắn thì làm được cái gì? Quý phi nương nương phải cứu, tạ cảnh tu cũng phải giết tại chỗ. Lý sung tức tối gào lên. Lâm thống lĩnh, ngươi mà dám để cho tạ cảnh tu chạy thoát thì chính là đại nghịch bất đạo. Lâm Hiển nheo mắt, khóe môi nhếch một nụ cười khinh thường. Nếu như vậy, Hạ Quang xin chờ đại nhân dần tấu lên thánh thượng. Lâm Mổ bất tài, chỉ có thể lấy nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của quý phi nương nương và bệ hạ làm đầu. Những cái thứ khác không quan trọng. Lý Sung tức muốn té ngựa lại không nghĩ ra cách nào. Đừng có tưởng hắn không nhìn ra, rõ ràng Lâm Hiển không có muốn đấu với tạ cảnh tù đã vậy còn luôn miệng lấy tính mà cúi phi nương nương làm cái cớ đúng là đáng ghét lý sung nhìn lý yên nhi bị binh sĩ kia bắt trong lòng căm hận muội muội thanh sự không đủ bại sự có thừa nếu không phải nàng gây chuyện thì hôm nay ta cảnh tu đâu có bất chấp xé bỏ mặt nạ dương gia nhìn trúng tạ cảnh tu mượn sức không có được liền hạ lệnh tiêu diệt cơ hội lần này quá tốt rồi thế mà bị lý yên nhi phá hỏng Lý Sung có giận cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiển cho người mở cổng thành để cho Tạ Cảnh Tu và 300 binh sĩ đi ra như là chúng không người, thuận lợi thông qua quảng bình môn. Tạ Cảnh Tu đứng ở dưới tường thành, âm thanh hùng hậu truyền vào tai của từng người. Lâm Thống Lĩnh, tại hạ vì lo lắng cho thê tử mà tự tiện xông vào cấm cung, tự biết tội không có thể tha. Kinh thành đã không còn chỗ để cho tại hạ dung thân, tại hạ muốn ra cửa nam kinh thành xin lâm thống lĩnh giúp mở đường cho chờ ra khỏi cửa nam tại hạ sẽ hoàn trả lý quý phi lòng tóc vô thương vũ lâm quân trên tường thành nhìn lý quý phi mặt đầy máu rung lẩy bẩy thầm mắng một câu hoàn trả lý quý phi lòng tóc vô thương của tạ cảnh tù đúng là nói khoác không có biết ngượng rồi tiêu ngự lo lắng nói nhỏ làm vậy có được không chứ lâm hiển cũng đã bị lý gia chèn ép chưa chắc để ý tính mạng của lý quý phi ta còn có ân cứu mạng hắn thế tử có thể lấy đó để mà lợi dụng chứ tạ cảnh tù còng mồi ôm chặt thiếu niên trong lòng yên tâm ta thống lĩnh biết chừng mực mà y biết lâm hiển là một người trung nghĩa lòng trung với hoàng thất đại lương không thể triệt tiêu trong một sớm một chiều nhưng mà ngọc nhi có ơn cứu mạng lâm hiển tất nhiên trong nội tâm của hắn cũng không có muốn làm khó dễ bắt Lý Quý Phi là vì y muốn cho Lâm Hiển cái cớ để mà giữ vững nghĩa khí. Mặc kệ Lâm Hiển có quan tâm tính mạng của Lý Quý Phi hay không, hắn sẽ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn hào hứng mở đường cho y và Ngọc Nhi. Vừa không có phạm lòng trung, vừa giữ được nghĩa của bản thân, còn có thể chặn miệng cái đám đồng tội gì không làm. Bảo ân là biện pháp ấu trị nhất, dùng ân cứu mạng bức ép hắn phạm đạo trung thần, dù cho lần này Lâm Hiển chịu tuân theo nhưng mà sau này không thể kết giao được nữa. Khi đó ơn cứu mạng không còn là ân tình mà trở thành khúc mắt. Tạ cảnh tu chưa có bao giờ thích ép buộc người khác làm gì. Y thích để cho người ta chủ động còn mang lòng cảm kích mà làm. Ngoại trừ cái lần ép buộc Ngọc Nhi thành thân. Ngoài cách bức bách thì không có phương pháp nào khác. Vũ Lâm Quân trên tường thành nghe tạ thế tử xem như là chuyện đương nhiên hạ lệnh bảo bọn họ đi trước mở đường. vẻ mặt ai cũng quái dị, không biết phải làm thế nào đây. Lâm Hiển lại vô cùng bình tĩnh, trầm ngâm một lát nói, vì an toàn của quý phi nương nương cũng không còn cách nào đâu. Lý Sung nhìn cái bộ dáng ra vẻ đạo mạo của hắn tức muốn học máu. Rõ ràng bản thân của hắn có tình riêng với tiểu yêu tinh Phượng Chiếu Ngọc, không muốn truy kích, còn muốn đem tất cả đổ lên đầu của quý phi nương nương sao có thể không đáng hận chứ? Hết thảy điều gì quý phi nương nương bình an trở về. Lâm Hiển nghiêm mặt nói, xem ra chúng ta không thể không có thuận theo tạ cảnh tu. Lần này Lý Sung thật sự học ra máu rồi. Lâm Hiển đứng trên thành cao, lớn tiếng nói với tạ cảnh tu. Tạ cảnh tu, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Nếu quý phi nương nương bị tổn thương, bất luận ngươi chạy đến đâu, bản tướng nhất định đuổi theo để bắt ngươi về, giao cho hoàng thượng trị tội. Tạ cảnh tu cười lạnh, lâm thống lĩnh, an nguy của lý thị do người quyết định chứ không phải là ta. Ngươi cần nhắc cho thật kỹ đi, nếu ngươi có hành động khác thường, tại hạ bảo đảm lý thị không sống qua hôm nay. Thánh thượng xem lý thị như là bảo bối, chẳng lẽ ngươi muốn mặc kệ tính mạng của lý thị? Lâm thống lĩnh trung thành với thánh thượng như vậy sao? Lâm hiện nghiến rằng, tiểu tử vô sĩ, Tạ cảnh tu mới nói Lâm thống lĩnh tự lo liệu đi Tiêu ngự nghe mà đầu óc xoay mòng mòng Tuy là hai người đối đáp Rất là hợp tình hợp cảnh Nhưng mà sao cảm thấy giống như diễn kịch vậy Rốt cuộc hai người này đang làm cái gì thế Lâm hiển mới trầm giọng hạ lệnh Được bản tướng sẽ đưa ngươi đến ngoài cửa nam Ngươi phải bảo hộ quý phi nương nương Bằng không ngươi nên biết hậu quả đó Lý Sùng nghe hai cái tên này ngươi qua ta lại Hận là không có thể sách cung bắn chết Lý Yên Nhi cho rồi. Lâm Hiển là thống lĩnh của Vũ Lâm Quân, nói không hai lời, lại có quy vọng cực cao trong đại doanh Bắc Thành. Đại doanh Bắc Thành cách Kinh Thành không xa, lúc này hắn đã là nhận được tin đang chạy về Kinh Thành tiếp diện. Chỉ cần kéo thời gian thêm nửa khắc, 20 vạn đại quân sẽ đến nơi. Lúc đó, tạ cảnh tu có một cánh cũng chạy không thoát thế cờ đẹp đến như vậy lại bị Lý Yên Nhi phá hủy hết rồi. Nữ nhân ngu xuẩn, rõ ràng có nhiều thị vệ bảo vệ đến vậy. Thấy tạ cảnh tu đánh vào cấm cung còn không có chịu chạy đi, để cho y bắt được. Có Lâm Hiển mở đường, tạ cảnh tu mới chạy khỏi kinh thành vô cùng thuận lợi. E là đại doanh bắt thành, còn chưa có kịp xuất hiện, tạ cảnh tu sớm trốn mất dạng rồi. Lý Sung tính toán cẩn thận, tạ cảnh tu cũng thật sự kiên kỵ 20 dạng nhân mã của đại doanh Bắc Thành. Thế lực của y chủ yếu tập trung ở đảo Vô Danh. Hai dạng tư quân ở trong Kinh Thành đã bị hoàng đế thu hồi. Dùng rừng núi phụ cận Kinh Thành đang ẩn náo ba dạng binh mã. Nhưng mà hai dạng tư quân của Phủ Nguyên Dương sớm đã bị tạ cảnh tù thu phục. Trên danh nghĩa phục vụ Phủ Nguyên Dương. Thực tế thì toàn quân chỉ nghe lệnh của tạ cảnh tù lòng trung thành của những người này không sánh bằng binh sĩ được huấn luyện ở đảo vô danh nhưng mà tiền tài làm động lòng người y có nguồn thu nhập kết sụ từ giao thương đường biển chống đỡ dung bạc ra bọn họ sẽ tự động nghe theo thôi gia quyến của binh lính trong tư quân đã được bí mật chuyển lên đảo vô danh đất đai đảo vô danh màu mỡ khí hậu ôn hòa tuy không có sánh bằng giang nam đất lành phì nhiêu nhưng mà vẫn cần nhiều người khai quan điều kiện sinh sống tốt như vậy, binh lính tư quân với người nhà của họ dĩ nhiên sẽ tận tâm tận lực cống hiến. Ngoài mặt, thấy tư quân đã bị giải tán, nhưng mà thực tế vẫn nằm trong tay của tạ cảnh tù. Lúc này, họ đã được phái đi bao dây lý phủ, phương phủ và các quý phủ của các quan viên cấp cao, đồng thời đối phó với hai dạng quân xuất phát từ binh mã ti. Còn 500 quân tinh nhuệ do nhị cửu lãnh đạo thì đã di dờ người trong quảng an đường và phủ nguyên dương ra khỏi kinh thành tín hiệu đã phát từ lâu ba dạng binh mã ắt hẳn đã tập hợp ngoài cửa nam chỉ chờ lệnh xuất phát các cửa hiệu cháo thuốc bên ngoài chính là dùng để nuôi ba dạng thiết kỵ binh này muốn nuôi binh cần nhất là lương thảo số lượng ba dạng quân không phải là số nhỏ hoạt động bố thí cháo thuốc của các cửa hiệu là phương thức ngụy trang tốt nhất nếu mà tiêu ngự biết nội tình không biết hắn sẽ bực bội vì tạ cảnh tu dung tiền như nước cho giảng lục tiểu thư xây dựng thanh danh hay là thông cảm cho nàng bị tạ cảnh tu lợi dụng lâm hiển tỏ vẻ coi trọng lý quy phi đích thân xuống mở đường dẫn quân đội của tạ cảnh tu chạy đến cửa nam tạ cảnh tu lệnh cho thuộc hạ phóng đạn tín hiệu màu đỏ và vàng tiếng xẻ gió bén nhọn truyền khắp mấy con phố từ lúc mà bách tính toàn thành thấy quân đội cầm binh khí không biết xuất hiện từ đâu đã dội vàng trốn vào trong nhà khóa chặt cửa nẻo không có dám ló mặt ra đường bất luận bên ngoài xảy ra cái chuyện gì chỉ cần không phải là người hồ xâm phạm kinh thành thì dân chúng vẫn có thể sống bình yên binh sĩ bao vây lý phủ phương phủ và các phủ khác ngẩng đầu nhìn đạn tín hiệu tướng lĩnh dẫn đầu móc trong ngực ra một cái đồng hồ quả quýt mua từ hải ngoại xem canh giờ dùng tay nói rút lui một khắc sau tập hợp ở cửa nam tướng sĩ nghe lệnh lập tức xếp thành hàng bước chân điều nhịp lặng lẽ rời đi y hệt như lúc xuất hiện lý tướng nghe tiếng dây bình đã rút đi liền mới sai người chuẩn bị xe ngựa để đại quản gia lý phủ đến hoàn thành thăm dò cái tình hình thế nào đại quản gia tuy trong lòng rất sợ nhưng mà không dám trái lệnh chỉ có thể bị người đỡ lên xe ngựa phóng đến hoàn thành trong phương phủ. Phương đại phu nhân khóc lóc thảm thiết nếu cái giặc áo phu quân không có cho hắn đi. Phu quân, việc binh loạn đã có võ tướng lo rồi, đa phần võ tướng lại là tai sai của Lý Gia. Xưa nay không bước chung đường cùng với phương gia chúng ta, người ra đó làm cái gì chứ? Tổ gì mà vô duyên vô cớ khiến cho mình lọt vào hiểm cảnh. Huống chi, chính nàng là người lừa phượng đại phu tiến cùng. Nàng đâu có ngờ gì vậy mà hại cho Phượng Đại Phu gặp nguy hiểm dẫn đến Tạ Thế Tử tạo phản. Bây giờ người Phương Gia mà lộ diện, ai biết Tạ Cảnh Tu có giận cá chém thớt tính sổ với Phương Gia hay không nữa? Phương Hoàng vừa vội vừa tức kéo ông tay áo về xoay người ra ngoài tầm nhìn hạn hẹp mưu phản cái chuyện lớn như vậy ngay cả cổng hoàng cung cũng đã bị đạp đổ rồi không biết hoàng đế và hoàng hậu bây giờ thế nào nếu mà chẳng may bị lý gia thừa cơ đưa tam hoàng tử lên ngôi chẳng phải sẽ rối loạn cương thường sao phụ tử của phương tướng thấy dây binh đã tản đi liền đánh xe chạy đến hoàng cung bất luận ra sao phải bảo vệ hoàng hậu và tiểu thái tử phương tướng ngồi trên xe trầm giọng nói lâm thống lĩnh và vũ lâm quân trung với quân dương có thể nhờ cậy lòng trung của phủ diệt bắc hầu và phương tướng đã kéo dài suốt mấy trăm năm dương triều đại lương nếu mà hoàng thượng băng hà lão tuyệt đối không có thể nhìn con trai của giang phi lên ngôi phá hủy giận mệnh đại lương nhưng mà phụ tử phương gia nào biết tiểu thái tử mà bọn họ xem là quyết mạng chính thống đang yên ngủ bình yên trong lòng của loạn thần tặc tử chạy ra cửa thành hư ninh cung hoàng hậu tư không ngọc mặc phẩm phục sang trọng lẳng lặng ngồi ở chính điện nàng biết hoàng đế lúc nào cũng sống trong cơn mơ tu luyện nhất định sẽ đến tìm nàng. Ai bảo hoàng hậu như nàng trở về không một chút thương tổn, còn sủng phi mà ngài nhất mực cưng chiều đã bị phản quân bắt mất rồi. Huống chi nàng còn tự tài giao tiểu thái tử cho phản tạc trước bao nhiêu con mắt. Không biết đã đợi bao lâu, ánh nắng gay gắt ngoài cửa điện dân đã ngã về phía tây. Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Hoàng hậu nhếch khóe môi đỏ thẳm. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Vĩnh Dinh Đế tức cho đến khó thở đi vào đại điện của Hưng Ninh Cung đã dăng những cung nữ quỳ trước mặt. Từ không ngọc, xem người làm ra cái chuyện tốt gì chứ. Vĩnh Dinh Đế giận dữ quạt lớn, hai con mắt đỏ ngầu bước đến chỗ nàng. Các cung nữ dỗ dàng bò dậy muốn đến che chắn cho nàng. Từ không ngọc nhẹ nhàng phất tay. Các người lui ra đi, để cho bổn cung nói chuyện với hoàng thượng. Các cung nữ đành phải lui qua một bên, theo sau hoàng đế ngoài các nội thị tâm phúc còn có quế đại nương quế đại nương quỳ xuống khóc róc thê lương hoàng hậu nương nương ai cũng biết xưa nay ngươi không có vừa mắt quý phi nương nương vậy cũng không có nên để cho người ngoài xông vào hậu cung bắt quý phi nương nương còn giao tiểu thái tử cho chúng nữa cho dù ngày sau tiểu thái tử của bình an trở về dương triều đại lương của chúng ta sao có thể chấp nhận một thái tử từng bị phản thận bắt đi chứ Ngươi muốn phá hoại quốc giận của đại lương chúng ta có đúng không? Hoàng đế nghe vậy liền nổi giận, đá đổ lưu hương tiên hạt bên chân. Nó là cái thá gì? Nó cũng xứng để mà ảnh hưởng đến vận mệnh của đại lương sao? Quốc giận nằm trong tay của trẫm, trẫm đâu có chỉ mình nó là con trai. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Quế Đại Nương diễn trò, dường như là Quế Đại Nương chẳng có lo lắng gì cho Lý Yên Nhi, chỉ một lòng mưu cầu phú quý cho Tam Thái Tử nàng ta không quan tâm sống chết của Lý Yên Nhi hay chắc chắn rằng Lý Yên Nhi sẽ không gặp bất trắc. Nghe hoàng đế nói xong, hoàng hậu thu lại cái tầm mắt, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn vĩnh dinh đế trước mặt. Gương mặt vừa quen thuộc, vừa quá đổi xa lạ. Nam nhân này chính là phu quân của nàng sao? Nó là cái thá gì? Hoàng hậu mới chậm rãi lên tiếng, thấp giọng lặp lại câu đó, đột nhiên bật cười. Ngươi nói nghiêng nhi của ta là cái thá gì sao? Tổng lý, nó là con của ngươi đó. Ngươi nói nó là cái thá gì sao? Hoàng hậu bất chợt nâng cao giọng. Vĩnh dình đế bỗng dưng thấy trong đầu như có một thành kiếm sắc bén cắm vào. Tầm nhìn trao đảo, không có đứng thẳng được. Dài nội thị thấy vậy liền tiến lên đỡ ngài. Nội thị cố đức đồng sẵn giọng trách móc. To gàng, dám lớn tiếng trước mặt của hoàng thượng hoàng hậu hung hăng trừng gã đôi mắt phượng bắn ra cái tia sáng bức người thống lĩnh nội thị trước giờ ý vào tín nhiệm của hoàng đế và lý quý phi dưới hai người trên dạng người lúc này bị ánh mắt kia nhìn cho mềm chân dỗ dàng cúi đầu không dám đối diện với nàng xem ra bổn cung yên lặng quá lâu rồi để cho đám cẩu nô tài các ngươi dần quên mất địa vị của bổn cung quên mất thân phận của mình rồi Hoàng hậu mới đứng dậy, chỉ xuống quế đại nương, đau khổ gào khóc và thống lĩnh nội thị cất giọng. Người đâu? Hai tiện tỳ này, dám không có phần tôn ti trật tự, hô to gọi nhỏ trước mặt của bổn cung, xem thường bổn cung, lập tức kéo ra loạn cung đánh chết. Người dám sao? Cả đám vừa giận vừa sợ, cũng không có biết là ai lớn tiếng kêu lên. Người dám? Dĩnh Dinh đế tức xanh mặt, căm hận nhìn hoàng hậu hoàng hậu đứng trên cao nhìn xuống mắt phượng đàn khí thế bể nghệ chúng sinh bổn cung không dám vì sao mà bổn cung lại không dám tổng lý bổn cung là quốc mẫu đại lương là nhất quốc chi hậu được thái thượng hoàng và thái hậu nương nương sắc phong bổn cung là đích trưởng nữ cao quý nhất của gia tộc tư không có cái gì mà bổn cung không dám làm chứ hoàng hậu nói xong thân hình mới đột ngột lay động bắt lấy cánh tay của vĩnh dinh đế khóa trước ngực cưỡng chế ngài ngồi vào thượng tọa mọi người chỉ thấy qua mắt hoàng đế đã bị hoàng hậu chế trụ rồi ghim chặt trong ghế một lưỡi dao bén ngót đặt ngay giữa cổ của vĩnh dinh đế thả hoàng thượng ra không biết ai hét lên cả cung điện rối loạn như cái chợ tất cả cầm miệng đi tư không ngọc mất kiên nhẫn quát lên một tiếng dao gầm kê sát cổ của vĩnh dinh đế hằn ra cái vết máu đỏ tươi. Mọi người thấy vậy không có dám kêu la in nổi, chỉ biết mở to con mắt, quảng loạn nhìn hai người trên bậc thang. Ai cũng không ngờ, hoàng hậu thường ngày cẩn trọng, cái gì cũng sợ. Tình cảnh chẳng hơn gì phi tần trong lãnh cung, lại cố gan lấy dao, kê dao cổ của hoàng thượng. Tư không ngọc, lạnh lùng nhìn các cung nhân. Bốn cung vừa mới nói cái gì, lập tức kéo mụ già và thái giám kia ra ngoài loạn cùng đánh chết, các người không nghe sao? Lần này không ai dám nói người dám nữa. Kề đao vào cổ của hoàng đế, nàng còn dám, vậy còn cái gì nàng không dám? Cung nữ và nội thị của Hưng Ninh cung phục hồi tinh thần, tuân lệnh của hoàng hậu, đồng loạt quỳ xuống đáp lời. Bốn tên nội thị chia nhau khống chế Quế đại nương và Cố Đức Đồng, bịt cái miệng kêu la không ngừng của họ kéo thẳng ra ngoài cửa hưng ninh cung hai nội thị khác thuận tay chụp hai cái giá đèn ngọc thạch đi ra cửa đánh túi bụi các nội thị của vĩnh dinh đế mang theo sợ nơm nớp quỳ bất động không có dám lên tiếng vĩnh dinh đế tổng lý dựa lưng vào ghế cổ ngửa lên bị lưỡi dao chèn ngay cái mạch máu đang nảy bần bật nhìn đại điện hỗn loạn nghiến răng nói được được lắm hoàng hậu của trẫm quy phong thật lớn nào có quy phong như người nói chứ. Tư không ngọc nghe cái tiếng vật cứng đập vào da thịt trong lòng vô cùng sảng khoái. Hoàng thượng, phu thê của chúng ta đã bao nhiêu năm rồi chưa có trò chuyện vui vẻ với nhau. Bây giờ không còn những cái tên thượng vàng hạ cám quấy nhiễu. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoải mái để mà nói chuyện rồi. Vĩnh Dinh Đế vừa tức vừa sợ, ngài vừa mới hồi phục tinh thần sau khi mà tu luyện, đã nghe tin Nguyên Dương Thế Tử mang binh đánh vào hoàng thành liên hạ chỉ triệu thế tử diệt bắc hầu lâm hiển tiến cùng cứu giá quế đại nương bên cạnh lý quy phi nước mắt đầm đìa chạy đến bẩm báo rằng quan hậu nương nương giao tiểu thái tử cho tạ cảnh tu tạ cảnh tu còn bắt mất lý quy phi vĩnh dinh đế chỉ muốn tìm hoàng hậu để hỏi cho rõ ràng không ngờ tư không ngọc điên cuồng đến vậy hoàng hậu mới kinh ngạc nhìn gò má hổm sâu của vĩnh dinh đế đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu. Lát sau, nàng khép hờ mắt thở dài. Tổng lý, ngươi đã già rồi. Chương 175 Dông bườm xuất phát Lúc này, dĩnh dinh đế đã tỉnh táo, dùng thuốc phiện lâu dài khiến cho đầu óc u mê hoặc phấn khích quá độ. Bây giờ, ngài thật sự là minh mẫn, đôi mắt vẫn đục dường như là thấy được cái thần thái ngày xưa. Từ không ngọc, kinh ngạc nhìn cái ánh mắt ấy bỗng dừng rơi lệ. Hoàng thượng, tổng lý, phu quân, quá lâu rồi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy? Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt của Vĩnh dinh Đế, lửa giận hừng hực đột nhiên dịu xuống. Cần cổ hơi động, liền có cảm giác được cái lửa dao ấn vào. Vĩnh dinh Đế là nổi giận lạnh lùng nói, không biết phép tắc, từ không ngọc lập tức thả trẫm ra. Từ không ngọc cười trong nước mắt. Tổng lý, thì ra người vẫn còn nhớ tên của ta sao? Người có nhớ lần cuối ngươi gọi tên của ta là khi nào không? Nàng không có cần dĩnh dinh đế trả lời, chỉ thản nhiên lắc đầu. Không, ngươi chắc chắn không nhớ rồi. Ngươi căn bản không phải là tổng lý, ngươi chỉ là một kẻ điên, đã bị lý yên nhi biến thành cái tên điên. Ngươi mới điên đó. Dĩnh dinh đế không chịu nổi khống chế của hoàng hậu, đứng phát dậy phản đòn. Độc phụ nhà ngươi, hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng lắc mình tránh một chữ của vĩnh dinh đế dao găm trong tay xoay một cái lại đặt vào giữa cổ của vĩnh dinh đế tổng lý xem ra ngươi già lẩm cẩm mất rồi chẳng lẽ ngươi quên rằng võ công của ngươi không bằng ta sao hoàng hậu mới cười lạnh nhìn vẻ mặt không cam lòng của vĩnh dinh đế từ không ngọc rút cuộc là ngươi muốn cái gì vĩnh dinh đế nghiến răng nói ta muốn gì sao hoàng hậu mới lẩm bẩm lát sau lắc đầu cười bình thản Văn nhi của ta đã bị ngươi và Lý Yên Nhi hại chết. Nghiên nhi của ta quỷ thác cho người khác. Ta muốn cái gì nữa chứ? Dĩnh Dinh đế mới trầm mặt. Trẫm đã nói rồi, cái chết của Triều Văn không có liên quan đến Lý Thị. Ngươi cầm ngay. Hoàng hậu quát to, dung tay, dán một cái bạt tay vào mặt của Dĩnh Dinh đế. Chát một tiếng, cái tác gian dội, giang khắp cung điện. Cung nhân quỳ dưới thềm, sợ phát rung, không ai dám ngẩng đầu. Vĩnh Dinh Đế tàn nhẫn trừng Hoàng hậu, nhưng đã bị cái lưỡi dao trên cổ chế trụ nên không dám nhúc nhích. Hoàng hậu nhìn năm dấu tay đỏ chót từ từ sưng lên, sung sướng nở nụ cười. Tổng lý, ngươi còn không có bằng cầm thú, ngươi dung túng cho Lý Yên Nhi hại chết Triều Văn, còn muốn giúp ả chạy tội sao? Cái tác này ngươi nên nhận từ lâu mới phải chứ. Triều Văn là trưởng tử của ngươi, là cái đứa con người bế bồng từ nhỏ, tự tài người dạy cho nó đọc sách viết chữ, phong cho nó làm thái tử, dạy cho nó làm thế nào để mà trị quốc. Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi là cam lòng, sao mà ngươi có thể cam lòng dứt bỏ nó như vậy chứ? Hoàng hậu nói xong, nước mắt đã đầy mặt. Sắc mặt của Vĩnh dinh Đế tái nhợt, đôi mắt nặng trĩu nhưng mà chỉ cắn răng không có nói gì. Ngươi còn nhớ tại sao mà ngươi để lý yên nhi tiến cung nâng đỡ gia tộc lý thị không hoàng hậu lao nước mắt hít vào một hơi nói à phải rồi ngươi đã bị lý yên nhi lừa gạt ngày ngày tu luyện sống trong mộng ảo làm sao mà nhớ nổi chứ để ta nhắc cho ngươi nhớ vì ngươi muốn đối phó gia tộc tư không gia tộc tư không giúp cho ngươi ngồi lên ngai vàng ngươi lại sợ gia tộc tư không công cao ác chủ ngoại thích chuyên quyền cho nên người mới nâng đỡ Lý Gia không một chút danh vọng, muốn làm suy yếu gia tộc của Tư Không. Ngươi làm rất tốt, gia tộc Tư Không nhân tài lớp lớp này đã bị lưu đài, người thì bị giáng chức, rơi rụng không có còn ai nữa. Triều Đình bây giờ chẳng còn người của gia tộc Tư Không, chỉ có phụ thân của Lý Yên Nhi một tay che trời mà thôi. Chúng hậu cung cũng chỉ có Lý Yên Nhi dưới một người trên dạng người, quyết mạch hoàng thất còn phải mặc cho ả ức hiếp nữa. Tổng lý ơi là tổng lý, đây là kết quả người mong muốn có phải không? Đây là kết cục để năm đó người không có tiếc bất cứ giá nào cũng phải quét sạch thế lực gia tộc của tư không. Đúng chứ, đợi đến khi mà ngươi trăm tuổi rồi, không biết Dương Triều Đại Lương vẫn mang họ tống hay là đổi thành họ lý rồi. Cầm miệng, ngươi cầm miệng đi, ngươi nói bậy. Vĩnh dinh Đế trừng to con mắt, tráng giả mồ hôi lạnh, vẻ mặt điên cuồng, không quan tâm cái lưỡi đao đã cứa vào da thịt, lắc đầu liên hồi. Dương triều của Trẩm mãi mãi trường tồn, mãi mãi nằm trong tay của Trẩm. Lý gia cũng chỉ là con chó săn phủ phục dưới chân của trẫm thôi. Tổng lý, ngươi thức tỉnh đi. Hoàng hậu mới lạnh lùng nói, hãy ra khỏi vô cực điện, mở to con mắt ra mà nhìn. Giang sơn này, dương triều này đã thuộc về Lý gia rồi, không có còn là của tống gia nữa đâu. Ngươi nghĩ rằng thuốc mà Lý Yên Nhi cho ngươi tu luyện chính là tiên đan dịu dược sao? Muốn trường sinh bất lão? <laughs> Đúng là buồn cười. Bây giờ ngươi có dứt thuốc được á, dù chỉ một ngày không? Một khi mà không có thuốc, chẳng lẽ ngươi không nhìn lại cái bộ dạng thảm hại của mình khi đến cầu sinh Lý Yên Nhi sao? Ngươi nào còn có phong độ của quân dương một nước nữa? Ngươi chỉ là một con chó đã bị Lý Yên Nhi dùng thuốc khống chế rồi. Cầm miệng, cầm miệng lại, đừng có nói nữa. Dĩnh Dinh Đế dãy dụa kịch liệt, đôi mắt lấp đầy tơ máu, trợn to như muốn lồi ra ngoài. quan hậu thu dao buông tay ra, Dĩnh Dinh Đế mới loạn choạng ngã xuống đất, tay chân run rẩy dùng dằn nửa ngày vẫn không có thể đứng dậy. Tiền đan, tiền đan của trẫm cho trẫm tiền đan đi vĩnh dinh đế sờ soạn cái thềm đá khó chịu của người ngài vừa mới tu luyện xong mà sao mà lại mất kiểm soát nhanh thế này nhưng tạ cảnh tu đánh vào cấm cung đã gián đoạn quá trình tu luyện từng câu từng chữ vừa rồi của hoàng hậu tác động mạnh mẽ đến khát vọng sâu kín trong lòng của ngài lúc này cảm xúc đột nhiên bùng phát không có thể ngăn cản hoàng hậu thản nhiên đứng một bên nhìn vĩnh dinh đế nằm rạp dưới chân của nàng vẻ mặt như vui như buồn nhưng mà không rơi lệ. Thời điểm nàng gả cho nam nhân này, ngài đã từng hoài phong bất phàm dù võ công không xuất sắc. Chưa có bao giờ là đối thủ của nàng, nhưng ngài vẫn là một vị thần cao cao tại thượng trong lòng của nàng, khiến cho nàng một lòng ngưỡng mộ. Cứ xem như là ngài thay đổi, muốn trở mặt thành thù, nàng cũng tình nguyện để cho ngài quá thành ác nhân. Ác cho đến mức nhân thần phẫn nộ, ác đến nỗi mỗi khi có ai nhắc đến tên của ngài là người ta phải nhớ đến một gian hùng không chuyện tài trời nào mà không làm nhưng mà nàng không có muốn nhìn ngài rơi vào kết cục thảm thương này ngay cả tên ăn mài khốn cùng nhất thiên hạ cũng không bằng phải là nước mắt vàng dụa cầu xin người khác bố thí hoàng hậu đứng khoanh tay ống tay áo rộng thùng thình che đi gần xanh trên mu bàn tay dạt áo dài đỏ thẫm như đuôi phượng hoàng phủ trên bậc thang. Nàng ngước mặt lên, khép hờ mắt, lại mở bừng ra, mới ngồi xuống nắm lấy tay của Vĩnh dinh Đế. Không một chút do dự, dùng dao găm, chém sắc như chém bùn cắm xuống lòng bàn tay khô gầy. Tiếng kêu thảm thiết, gian vọng khắp cung điện. Lý trí đã bị sương mù bổ dây của Vĩnh dinh Đế bị đào đớn kéo về. Tạm thời không có quan tâm cơn thèm thuốc ôm tay trái đã bị thương, lăn trái lăn phải, gào la không ngừng. Hoàng hậu thần sắc bi thương, lão đảo mấy bước, ngồi phịch xuống bậc thang, đôi mắt mỏi mệt chớp mấy cái, nhìn dĩnh dinh đế hoàng hoại trước mặt. Độc phụ, độc phụ nhà ngươi, ngươi dám hành thích vua, chậm muốn lấy mạng của ngươi. Dĩnh dinh đế quắt cặp mắt đỏ ngầu, trừng hoàng hậu tư không ngọc, nước giải nhiễu xuống thảm trải đỏ sậm nhiều máu. Hoàng hậu nhớt khóe môi thật sự là đang tuôn máu. Dòng máu đỏ tươi, ô ạt trào ra, từ cái đôi môi mỏng, từ từ mất đi quyết sắc. Máu đã rơi xuống phẩm phục của hoàng hậu, cao quý lộng lẫy, nhúm thành từng cái đó hoa đỏ thắm. Dĩnh dình đế mới ngẩn người, những cái tiếng mắng chửi im bặt chỉ kinh ngạc nhìn hoàng hậu của ngài, đầu óc hỗn độn nhất thời, không có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch nàng mỉm cười, để lộ cái hàm răng nhiễm máu, nói rất khẽ. Tổng lý, người không có tư cách lấy mạng của ta, tính mạng của tư không ngọc ta, chỉ có chính ta mới có thể chấm dứt. Vĩnh Dinh Đế chấn động, lập tức phục hồi tinh thần, ngài bất chấp cái dáng vẻ khó coi của mình, dùng hai tay bắt lấy cái bờ vai hoàng hậu, máu từ cái bàn tay trái thấm đỏ vai phải của nàng. Ngươi, ngươi không được chết, trẫm không có cho ngươi chết, tư không ngọc, ngươi có nghe không? Vĩnh dinh Đế điên loạn gào lên. Từ không ngọc, người đã uống cái thuốc gì? Thuốc giải đâu? Thuốc giải ở đâu chứ? Hoàng hậu suy kiệt rất nhanh, chỉ còn chút hơi tàn. Nàng cố nhướng mi mắt nặng trĩu nhìn cái dáng vẻ cuốn cuồng của Vĩnh dinh Đế, gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ, dần đã trở nên mơ hồ kia, hình như là dương nét bi thương và không cam lòng. Hoàng thượng, phu quân của ta Tổng lý đã bị Lý Yên Nhi giết chết từ lâu rồi. Giọng của hoàng hậu nhỏ đến mức không có nghe được, nhưng mà Vĩnh Vinh Đế nghe rõ từng chữ một. Còn ngươi, cũng chỉ là một con rối trong tay của ả thôi. Rời xa ả đi, ngươi chẳng khác gì là một con chó đâu. Hoàng hậu dùng hết sức lực, nâng một bàn tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt biểu cảm dặn dẹo của Vĩnh dinh Đế, lời thốt khỏi miệng, sắc bén như dao. Ngươi nhìn lại cái bộ dạng ngươi bây giờ đi Thật khiến cho ta buồn nôn lắm Hoàng hậu dứt lời Cánh tay đã buông thỏng Ánh sáng trong đôi mắt nửa mở dục tắt Vĩnh dình đế Vẫn ôm thân thể mềm mại ấm áp của hoàng hậu Sững sờ ngồi tại chỗ Bất động một lúc lâu Đại điện hưng ninh cung Yên ắng không một tiếng động Tiếng đánh người ngoài cửa Không biết đã ngừng từ lúc nào Hai thi thể máu chảy lên láng Nằm trước cửa điện bóng loáng các cung nữ và nội thị của hưng ninh cung quay sang nhìn nhau một cái đều mỉm cười lấy trong tay áo ra một viên thuốc đồng loạt ngửa đầu nuốt xuống chỉ trong chốc lát đã lần lượt theo chân của hoàng hậu vĩnh dinh đế bị âm thanh kia đánh thức tầm mắt mơ hồ nhìn những cái xác người nằm ngang nằm dọc trong ngoài đại điện lại cúi đầu nhìn hoàng hậu không còn hơi thở trong lòng của mình một tiếng rú quái dị phát ra từ tận sâu trong cuốn họng, khẳng đặc như là giả thú gào thét. Một tiếng lại một tiếng quanh quẩn khắp đại điện hưng ninh cung. Các cung nhân khác càng thêm quảng sợ. Ngay cả đại nội thị vệ đến hộ giá cũng đồng loạt, dừng bước, hai mặt nhìn nhau, không có dám vào trong. Ngoài cửa nam, tướng thủ thành thấy Lâm Hiển đích thân đến hạ lệnh mở cửa thành. Lại thấy Lý Quy Phi đã bị tạ cảnh tù quy hiếp dĩ nhiên không có dám lấy cứng chọi cứng, luôn miệng sai người mở cửa thành. Tiêu ngự nhìn cánh cổng cực kỳ nặng, cao hơn 10 mét, từ từ đã hé mở, chưa ra một con đường bằng phẳng rộng thênh thang. Tâm tình cũng theo đó mà phấn khởi. Mấy đội nhân mã đã hội hợp bên cửa nam. Trong đội ngũ do nhị cửu dẫn quân có thêm mấy chiếc xe ngựa to, mọc mạc mà kiên cố. Mang của chiếc xe đứng cuối được sóc lên gương mặt nhỏ nhắn của Bách Linh xuất hiện ở cửa sổ, nhìn thấy Tiêu Ngự kích động dãy tay liên tục. Tiêu Ngự mới gật đầu với nàng, biết người trong quảng an đường đã được nhị cửu đón đi. Tạ cảnh tu giật nhẹ dây cương, dẫn cái đội nhân mã dẫm qua cửa thành cao dúc, đi lên phía trước 10 dặm mới hạ lệnh cho lão thập trả lý yên nhi vào tay của Lâm Hiển. Tạ cảnh tu đứng từ xa, chấp tay với Lâm Hiển. Lâm Hiển cũng khẽ gật đầu dây đưa mắt nhìn binh đoàn đột ngột gia tăng quân số phi nước đại về hướng nam địa hình của phía nam là dùng đồng bằng không có nơi trú ẩn càng không có thể tránh nguy nếu đại doanh bắc thành mà đuổi kịp chỉ sợ binh sĩ của tạ cảnh tu sẽ phải chiến đấu rất gian khổ rồi hắn chỉ có hai dạng nhân mã cho dù đại doanh bắc thành chỉ huy động có một nửa binh lực cũng đã hơn 10 dạng hắn có là anh tài đi nữa đâu có thể đánh thắng với trên lệch số lượng lớn như vậy lâm hiển không biết tại sao mà tà cảnh tu chọn đường phía nam y cũng không có khả năng đấu trực diện với đại doanh bắc thành chỉ hy vọng y có dự định khác về thôi lâm hiển mới thu tầm mắt kéo dây cương xoay ngựa dẫn các thuộc hạ và lữ quý phi sợ mất hồn quay lại kinh thành tiêu ngự dựa vào ngực của tà cảnh tu bị gió thổi cho không có mở được mắt, chỉ có thể cảm nhận được sốc nảy do ngựa phi quá nhanh và cái tiếng gió tạt bên tai. Không biết chạy bao lâu, đến lúc mà hắn gần như là mất hết cảm giác, con ngựa mới giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Đến rồi, âm thanh mang ý cựu của tạ cảnh tu gian bên tai, tiêu ngự mở mắt ra, mắt bị gió quất cho đào rác, cảnh tượng hùng dĩ, choáng hết cái tầm nhìn, hắn bất ngờ mở to con mắt, Cách đó không xa là một con sông lớn Hai bên bờ sông thấp thoáng cánh bườm xanh biếc Nước sông cuồn cuộn dỗ vào bờ nghe rào rào Gần như là ác hết mọi âm thanh khác Ở bến tàu đơn sơ Đang neo hai cái chiếc tàu lớn Cột bườm cao đến nỗi như là chạm tới chân trời Cánh bườm vẫn chưa có kéo lên Như đôi cánh chim khổng lồ Chỉ chờ cái thời khắc Dông bườm là lập tức mượn gió lao đi Tạ cảnh tù thuyết minh con sông đào này chính là do tiền triều thi công, chạy dọc qua Nam Kinh Thành, đến hạ nguồn có thể dẫn thẳng ra biển rồi. Chương 176 Đón ai lên tàu Tạ cảnh tu mang tiêu ngự lên tàu lớn, binh sĩ đằng sau cũng lục tục lên theo. Hai chiếc tàu hình dáng giống hệt, bông trên là một tiểu lâu ba tầng vô cùng tráng lệ, không biết bên trong còn xa xỉ đến mức nào. Tiêu ngự không có biết nói gì vốn tưởng là phải gian nan đào tẩu, không ngờ biến thành hưởng thụ trên du thuyền sang trọng. Tạ Thế Tử chưa có bao giờ ngược đãi bản thân về mặt vật chất, mặc kệ là xảy ra cái chuyện gì cũng phải giữ vững cái hình tượng phong độ, chú ý ăn mặc. Nói đơn giản, tiền nhiều quá, xài không hết phải đốt bớt chứ. Tạ Cảnh Tu không biết Tiêu Ngự đang thầm rủa mình, muốn kéo Tiêu Ngự vào tiểu lâu, Tiêu Ngự mới lắc đầu nói: "Sắp xếp cho tiểu thế tử trước đã." ta à, hơi lo về vết thương của nó tạ cảnh tu gọi lão thập lão thập ôm tiểu thái tử suốt đường lúc này cũng đang muốn tìm một phòng cho nó ở tạm tiêu ngự lại nhờ tạ cảnh tu tìm bách linh và tần tiểu đại phu bảo hai người bọn họ chăm sóc cho tiểu thái tử nó vừa làm phẫu thuật xong lại đi đường sóc nảy có thể sẽ phát sinh vấn đề làm phiền tần tiểu đại phu trong coi vậy tần cánh vẫn luôn theo tiêu ngự học tập trong lúc phẫu thuật tuy chỉ có thể làm trợ thủ nhưng mà công việc hậu lý rành rẽ hơn tiêu ngự nhiều kiến thức của tiêu ngự toàn là y học hiện đại nên dược lý của hắn không có nơi để mà dùng phải phối hợp với hiểu biết đông y của tầng cánh thì mới hoàn thành được nhiều ca mổ quan trọng ví dụ như khử trùng trước phẫu thuật gây mê và hậu lý sau phẫu thuật đều cho tầng cánh đảm nhiệm Bây giờ không phải là tầng cảnh theo hắn học Mà là hắn không có thể rời bỏ tầng cảnh Tạ cảnh tu chỉ nhìn một cái Đã biết tiêu ngự cực kỳ tin tưởng vào tần tiểu đại phu Thậm chí là ý lại Y nhìn tiêu ngự và tần cánh Luôn tay luôn chân Chăm sóc tiểu thái tử Đôi mày anh Tuấn nhíu chặt lại Tầm mắt chuyển xuống tiểu thái tử vẻ mặt hết sức khó coi Đều là tại cái thằng nhãi tống triều nghiêng hết Xưa nay Tạ Cảnh Tu vốn không có thích con nít, giờ càng thêm ghét cay ghét đắng. Y mím môi, bước đến kéo Tiêu Ngự về, không có để ý vẻ mặt mù mờ của hắn, chỉ lôi Tiêu Ngự lên cầu thang. Tiêu Ngự đưa cái bình thuốc đang cầm cho Tần Cánh, dội dàng lên theo Tạ Cảnh Tu. Bạch Linh ôm một cái bình nước sạch, tò mò nhìn theo hướng cầu thang. Thế tử, sao vậy? Lại có ai đắc tội gì hả? Buồn là Dung Dung không có ở đây không có ai bàn chuyện bác quái của hai chủ nhân với nàng. Tần cánh mới khẽ lắc đầu cười khổ. Không ngờ tạ thế tử độc tài như vậy. Hắn có cảm giác rõ ràng hai con mắt quét trên người của mình lúc nãy. Thấy Phượng Đại Phu nói chuyện với nam nhân khác, y cũng không thích. Sau này mà còn lãng giảng trong địa bàn quy, không biết hắn phải làm cái gì mới không bị ghi thù. Tiêu ngự biết tạ thế tử thường xuyên lên cơn ngạo kiều, cũng không có so đo với y cứ theo y lên tầng 3. Hai tầng phía dưới là kiến trúc phân nhánh, được ngăn thành rất nhiều cái phòng nhỏ. Cả ba tầng cùng được nối với một cái sảnh lớn, có bàn và giường đệm đầy đủ. Điều làm cho tiêu ngự giật mình là cửa sổ bốn phía đều được lắp thủy tinh trong suốt. Trong góc phòng có chất mấy cái rương to, nhìn sao cũng giống rương châu báu của hải tặc. Tạ cảnh tù thấy hắn có hứng thú với mấy cái rương bèn giải thích. Đây là tàu chở hàng hóa từ phương Tây về, cũng chẳng có đáng giá đâu, nhìn chỉ bắt mắt vậy thôi, có vài mục sư tóc đỏ, mắt xanh muốn cập bến lịch phong cảng để mà vào đại lương mà ta đã đuổi đi rồi, lúc khác họ sẽ quay lại, ngươi mà thấy chắc sẽ rất ngạc nhiên. Mục sư? Tiêu Ngữ bất ngờ, bọn họ truyền giáo cái gì? Có nói về y học không? Xem ra thời đại giao thương hàng hải của thế giới này đã bắt đầu phát triển không biết trình độ khoa học của các nước phương tây đã tiến bộ đến mức nào rồi tạ cảnh tu thấy hắn dạt dào cảm hứng chỉ mỉm cười ra vẻ bình tĩnh kể cho tiêu ngự mấy cái chuyện lặt vặt tạ thế tử xưa nay giấu tài ngấm ngầm làm giàu chưa có bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai bây giờ tiêu ngự là người duy nhất y giao nộp hết tài sản nói chuyện vô cùng thoải mái y vẫn không có muốn nói nhiều với người khác chỉ muốn tâm sự với một mình tiêu ngự Hai người nói từ dùng đất bên kia đại dương cho đến kính dạng hoa, nói cho đến liên tu bất tận. Bác sĩ Tiêu dần dần không có còn gì để nói. Cái tên nhà quê này còn bày đặt khoe khoang, làm như hắn chưa có trải sự đời bao giờ vậy. Hai người trò chuyện trên tầng 3, dưới bông tàu cũng xôn xao của tiếng nói, tiếng tranh cãi và tiếng sóng dỗ vào mạng tàu. Tiêu Ngự nhìn xuống từ cửa sổ thủy tinh, nhị cửu và các hộ vệ, đang thu xếp cho người của quản An Đường với phủ Nguyên Dương. Bên cạnh Nguyên Lão Dương Gia vẫn là dài cái hộ vệ chuyên dùng. Nguyên Dương và Dương Phi không có đại ngộ tốt như vậy. Họ được hộ vệ nhị cửu phải đến đón, đang bước trên cái tấm gỗ nối giữa bông tàu với bờ. Vừa đi, vừa trao đảo. Ở phía dưới là mặt sông cuộn sóng, hai người sợ tái cả mặt. Đình Trắc Phi đi cuối cùng. Bên người chỉ có tạ cảnh lâm, diều tay của nàng hai người hoang mang nhìn cảnh tượng không có thể tin nổi trước mắt nàng đang ngồi trong diện tử của mình nghĩ cách khiến cho nguyên dương truyền địa vị thế tử cho cảnh lâm tạ cảnh tu này đã chết rồi nguyên dương chỉ còn có một đứa con trai là cảnh lâm phủ nguyên dương dĩ nhiên là lọt vào túi của cảnh lâm đột nhiên có một đội nhân mã như là hung thần ác sát xông vào phủ nguyên dương tuy là mặt giáp lính nhưng mà không thể nhận ra thân phận Đinh Trắc Phi còn tính đi tìm người kia để mà hỏi. Những binh sĩ lại không có nói hai lời, bắt hết người trong phủ Nguyên Dương, dùng lên một chiếc xe ngựa to. Lại gom sạch đồ quý giá trong phủ, trực tiếp chạy ra khỏi thành. Hiện tại, Đinh Trắc Phi vẫn không có hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nguyên Dương với Dương Phi vẫn luôn quảng hốt, mãi cho đến khi nhìn thấy một người rất quen thuộc đứng trên bông tàu là Nhị Cửu. Nhị Cửu? Sao mà ngươi lại ở đây? nguyên lão dương gia mới hừ lạnh chỉ liếc chỉ tiếc rèn sắt không có thành thép ngán ngẩm nhìn cái thằng con chả biết cái gì con trai tôn nhi ngoan của ta đã dẫn binh tạo phản đánh vào hoàng cung rồi Ngươi vẫn đang nằm mơ sao cái gì ba người không cùng suy nghĩ đồng thanh thốt lên tạ cảnh lâm vẻ mặt phức tạp nhìn con tàu đồ sộ trước mặt chuyện đã đến nước này hắn còn gì không hiểu nữa đại ca của hắn im hơi lặng tiếng huấn luyện tinh binh ở kinh thành chỉ cần nháy mắt đã có thể triệu tập rõ ràng triều đình đã ban lệnh cấm biển 500 con thuyền có thể ra biển đều nằm trong tay của triều đình vậy mà tạ cảnh tu có thể thần không biết quỷ không hay kiếm đâu ra hai con tàu lớn như vậy chứ y làm tất cả ngay dưới chân thiên tử hắn biết tạ cảnh tu không có chết dễ dàng như thế Tạ Cảnh Lâm nhất thời không biết phải làm gì. Đinh Trác Phi thất thố lắc đầu liên tục hét lớn. Không thể nào, không thể nào chứ, rõ ràng y đã chết rồi mà. Nguyên Dương nghe vậy mới liền tức giận quát. Cầm miệng, phụ nhân ngu xuẩn. Tiêu ngự nhìn cái trò hề dưới bông tàu, nhìn tạ cảnh tu. Người không có xuống xem sao. Tạ cảnh tu mới lắc đầu, quét một vòng trên người của Đinh Trắc Phi, Y chỉ dặn nhị cửu đi đón người, không có nói gì về chuyện khác. Chỉ một đinh trắc phi, không có đáng để chú Y phải bận tâm an bài. Nhị cửu chỉ cần đón người lên tàu là được. Nữ nhân này không có đáng ngại, người đứng sau lưng nàng mới nguy hiểm. Bây giờ, Kinh Thành đã bị Y quậy thành cái dũng nước đục rồi, không biết người kia sẽ làm gì đây. Tiếp tục núp trong bóng tối, bày mưu tính kế hay là kéo quân phản kích sang bằng giang sơn này. Tạ cảnh tu không có hứng đi quan tâm, nhưng mà xử lý đinh trắc phi thế nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Tầm mắt xoay chuyển, lại thấy phía sau vẫn có vài người đang lên tàu, là nữ quyến quy quán giảng già. Giảng nhu nhạy cảm, nhận ra cái ánh nhìn từ tầng ba. Nàng ngẩng đầu, đối diện với tiêu ngự và tạ cảnh tu. Tạ cảnh tu trầm mặt, gọi hộ vệ xuống truyền lời cho nhị cửu. Y chỉ muốn đón người của Quảng An Đường và Phủ Nguyên Dương không biết giản lục tiểu thư nghe được tiếng gió từ đâu kéo Phùng Đại Phu đến Quảng An Đường cầu xin được đi theo Phùng Đại Phu thì Y vốn là muốn đưa đi ông có quan hệ thân thiết với Quảng An Đường và Phủ Nguyên Dương cả kinh thành có ai mà không biết Tạ Cảnh Tu gây ra đại quả dĩ nhiên là phải đón hết người có khả năng bị Phủ Nguyên Dương liên lụy quan hệ giữa giảng gia và vũ nguyên dương có một chút khó nói dễ nghe là thái tử đã đoạn tuyệt với người của giảng gia khó nghe là giữa họ thật sự tồn tại quan hệ thân thích giảng gia có bị hoàn thất và lý gia trút giận hay không không ai biết được nhị cửu không có thể làm chủ đành phải đưa người theo quả nhiên thế tử không có muốn thấy các nàng nhị cửu gọi người đến dặn dò mấy câu các hộ vệ kia đến chặn được người giảng gia lịch sự mời các nàng xuống tàu tiêu ngự không có đành lòng thế tử Người muốn đuổi các nàng xuống sao giảng lục tiểu thư thừa kế thanh danh trăm năm quy quán giảng gia lại nhiều lần có xích mích với phủ nguyên dương nếu an phận ở lại kinh thành cũng chưa chắc sẽ có người đến gây sự nhưng bây giờ bọn họ chạy khỏi kinh thành nếu quay về e là người giảng gia lành ít giữ nhiều Tiêu ngự tỏ vẻ không nở Quay đầu nhìn tạ cảnh tu Tạ cảnh tu mới lắc đầu Để cho các nàng lên tàu khác Chiếc tàu còn lại Là cho người hầu ở Điều kiện cũng không tồi Tạ cảnh tu không có muốn giảng gia tiếp tục ý thế phủ nguyên dương Mà ra vẻ hơn người Giảng lục tiểu thư Và hai nha hoàng giảng thị Nhục nhã đứng dưới tàu chính Đã bị đưa lên tàu khác Lúc này lại có mấy tên nô bọc Nâng một cái lồng sắt miệng hô tránh đường, tránh đường. Bước nhiều bay lên tàu, đến chỗ của tà cảnh tu. Trong lòng là một con mảnh thú thè lưỡi thở hỗn hển. Giản nhu chỉ nhìn một cái, quay đầu đi, không có muốn thấy gì nữa. Bàn tay trong tay áo, siết thành nắm đấm. Thật sự xem các nàng không bằng một con chó. Giản nhu mới cười lạnh, cùng với các tùy tùng lên chiếc tàu còn lại. Tiêu ngự thấy cái lòng, hai con mắt sáng rỡ, lông xù của ta rồi vội giả lao xuống lầu nhìn, tạ cảnh tu chụp lấy cánh tay của hắn, dắt tiêu ngự xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.